Chào mọi người nha. Nay là gia đình mình là đi ra thành phố Huế, là tới địa điểm là Đại Nội nha mọi người, thờ vua chúa, cung đình thờ vua chúa nha mọi người. Nãy giờ mình mới tới nơi nè. Đấy, giờ mình quay cho mọi người xem nha. Đây, bốn cái đại bác hồi xưa luôn á. Đấy là mai Huế mọi người, mai Huế là ở Huế là chơi mai là cây to mọi người, cao to, cây là mấy chục triệu mọi người. Đấy, mai Huế nha. Rồi bây giờ đang đi vô bên trong là để quay mấy cung điện rồi nha mọi người. Bây giờ đang chờ đợi, mình đang mua vé mọi người, quỷ vô cổng mấy cái cung điện đó. Đó, cái này là giống như là cái một cái trường thành là để quân lính rồi canh gác, là giống như là trong bộ phim xưa mà chiến tranh. Đấy, giờ mua vé xong rồi giờ chuẩn bị lên mấy cung điện rồi của vua chúa hồi xưa là chấp hành nha mọi người. Đây, giờ bắt chuẩn bị vô hoàng cung để chấp hành nha. Bây giờ gia đình đang chụp mấy bộ ảnh rồi nè. Đây, giờ siêu nhí ở thành phố Huế rồi, giờ dẫn đi vô tham quan cung đình nha mọi người. Đây, giờ là mình mọi người xem đấy. 3, 2, 1, vô. Rồi, mọi người có xem video là sao một like nha. Ờ, 100 một like, một đăng ký kênh nha. Đây, 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 đây toàn là suy nghĩ không. Một like, một vào, một like. Để ăn bóng người nhớ, nhớ đăng ký. Đây, cung điện của vua hồi xưa là một. Hôm nay là mình vô trong rồi, rắn đi quá. Rồi, đi. Giờ siêu nhí là dẫn đây nha mọi người, địa bàn của siêu nhí. Đấy, địa bàn của siêu nhí là dẫn đi vô chơi nha. Đây giờ mình vô là đi vô cổng là người ta thu phí nha mọi người. Hết giờ. Mọi người ơi, ba mình dẫn mọi người đi vô khám phá nha. Và ra trong phần gia đình của các bạn rồi. Để mua vé đã. Rồi. Để mình vui vẻ các bạn. Rồi giờ trong thời gian chờ đợi để đưa vé vô xong rồi quay tiếp cho mọi người xem nha. Rồi bây giờ chuẩn bị tiếp tục là mình đi vô bên trong nha mọi người. Đây, mới đưa mới là... vô cổng ấy vé xong rồi. Toàn cảnh là hai xe nha mọi người. Đấy. Đi lối nào? Đây, mấy cái hồ sen nha. Đây đa số là khách Tây nước ngoài rất nhiều mọi người. Đây hồ sen nha. Hai bên là hồ sen. Trời, cái gì mà bự ghê tẩy. Rồi cái coi nè. Có cái chip coi nè mọi người. Có con cái gì mà màu trắng mà cái chê. Trời ơi mọi người thấy con cái chê không? Con này cái tầm 5-6 ký mọi người. Mười mấy ký. Rồi cái chê nè, cái hải long nữa nè. Có cá rồng. Ừ, cái rồng này, hải long này, kim long rồi đó. Cá rồng. Rồi cái chê. Cái chê cái tép luôn. Cái chê trắng đó mọi người. Đây là chê trắng. Cái chê này là cổ thụ rồi. Bự lắm, lớn. Đây cái kim long này. Đấy. Đó, giúp coi nha mọi người. Cái kim long dài. Ừ. Cái chê trắng to quế to luôn á mọi người. À, cái con đó có
anh đi tham quan mô. Không, ăn thịt hả? Không, người ta nuôi cảnh. Tôi đi tham quan mô đi. Đó, giờ hai bên là vô cung điện, là hai bên là hai hồ sen nha mọi người. Đây, hai bên đều có hồ sen, cũng có ké giống nhau luôn nha. Ở kia cho mọi người tham quan mô. Đó, giờ mình chuẩn bị đi vô. Hồ bên này là cũng có ké nhưng mà nằm góc kia. Đây hồ sen. Mình đi xuống qua tham quan cho mình xem. Các bạn ơi, còn nhiêu cạn quá. Mọi người ơi, mình vừa hái được cái này nè. Đây đi vào. Đây đi vào, đi vào. Quay video làm gì? Đi vào. Lên YouTube. Đi vào. Bà. Đi vào. Đây diện tích của cung đình thời vua chúa hồi xưa nè, rộng lắm mọi người. Đây là bản đồ nè. Đó. Đó, bản đồ tiếp theo là tới từng điểm là có ghi tên luôn nha. Đây cũ đỉnh và hiển lâm các hoàng thành của Huế thời vua xưa. Đây, đây là địa điểm chính, ban đêm là đèn sáng rực giống như trong phim luôn mọi người, hồi xưa luôn, cung điện luôn. Đây là ngọ môn nha, ngọ môn là của giống Trường Thành đó. Bên đây có mẹ gì đâu. Còn đó là con kỳ lân. Không, con đó là con lân. Lân á, gọi là kỳ lân đó. Ba, đây nè, cho ba xem nè. Tôi cho mẹ miếng cám. Với mẹ với chấm rồi. Đó, mấy cái đường chỗ này là có mấy cái chỗ nhiều lúc có những chỗ bị hư và đang người ta đang xây lại nhưng mà lâu quá bị mục nát sập hết rồi giờ người ta xây lại giống như trong bộ phim kinh hiệp. Đây, cái này là coi như là bản đồ của cung điện nha mọi người. Đây. Đây là lối vào vô là của đại nội nè. Ngõ môn nè. Đi vào là gọi là ngõ môn nha mọi người. Đó. Điện Thái Hò nè. Hưng Miếu nè, Thế Miếu nè, Hiển Lâm Gác nè. Cung Viên Thọ, cung Trường Sanh, nhà Bát Giác nè, đó, nhiều lắm mọi người. Giờ nổi là mình muốn đi đâu là mình vô nó có bản đồ là mình nhìn để mình biết đi trái hay phải nha. Đang leo lên xe điện chuẩn bị đi tham quan vòng vòng. Đi ra ngoài đi chợ đi nè. Rộng quá mình đi không nổi mọi người, phải đi lên xe điện
cho mấy con nít rồi mọi người về rồi mà đi phụ nữ đi á. Đây là vô đây là mấy đồ lưu niệm. Đây đang vô phòng mấy đồ lưu niệm nha mọi người, đồ hồi xưa nha. Đó, thời xưa là của mấy cụ già cụ lão là chống cây gậy rồi đó. Đó, thời của vua chúa nha. Đấy. Gươm đeo là mấy cái lư hương rồi đồ này. Thời xưa cổ. Cái đi mấy tiếng? Đi 3 triệu à? 1 triệu 3. Con cái đi mấy tấm? 650. Nó cái đi nó nhiêu không mất đâu. Nó một bộ ly á, 5 cái đó. Cái đó 1 triệu 3. Này 200 này. Này để bỏ mấy cái nhang chậm này cho nó thơm này. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi đó, mấy cái bát bự mọi người, mấy cái đĩa nè, đĩa này to là coi như có tầm 60 mọi người. Đây mấy tô hồi xưa của cung đình này, tô cổ luôn á, thời vua chúa ăn nha, đĩa rồi luôn nè, chén nè đó, cái cốc nhỏ xíu gì là để uống rượu mà là 650 nha mọi người. Thời cổ luôn nha. Đó các bạn vé đó nè. Đây mấy chén hồi xưa nè. Một cái chén như màu xanh như là 950. Đó, mình muốn lấy màu này mình chọn 950 luôn. Này bình tách. Hồi xưa luôn nha, bình tách hồi xưa luôn. Mấy cái đây là nanh heo, nghè voi, dao cắt rồi xài bằng nghè voi nha mọi người. Đó, bằng nghè voi mà làm đe thành đó. Chị đợi đằng xe. Chị anh đợi nha. Nay tham quan coi như là đại nội của Huế nha, cung đình vua chúa nè. Ủa sao mới đụng vô cái nó lắc đi. Năm triệu tư. Trời ơi. Mọi người ơi, bữa mình có sẵn tìm châu là coi như là bên một cặp châu á, thường lên mạng bữa có mấy người quay lên đó. Mẹ ở đây có một con này là 5 triệu tư nha. Đây. Nếu mà mọi người có là mọi người bán cái vé đó cho nó đẹp tí. Đây, đấy, châu là lên trên mạng là nói là thờ linh thiên mà này kia đó. Đây, châu đây. Cặp châu đây. Con trâu này 5 triệu tư nha. Là bằng đồng xanh nha mọi người. Đồng xanh. Đây âm thần tài âm thổ địa này.
ông thằng Tài là vé là 3,5 triệu, vé tiền mà còn mỗi ông là vé 3,5 triệu nha. Đây cái chép ngậm đồng tiền nè, cặp một cặp cái chép. Hơi cổ rồi đẹp nha. Rồi đây là kế tiếp là phòng này là ngồi là chờ là coi như là chụp trang phục nha mọi người. Chụp hình dịch vụ chụp hình mặc trang phục kiểu vua chúa luôn nha. Đây, đó. Chụp rồi ngồi trên đây nè. Đó, ngồi trên một cái ghế đây là rồi mặc đồ của vua hay nữ mặc đồ hoàng hậu lên chụp hình thời vua chúa luôn đó. Phòng này là chụp trang phục nha. Đây giờ tiếp theo là mình đi vô là thảo cầm viên của thời vua chúa nha mọi người. Đây hoàng bộ nè, cái đây thời xưa mà giống như là mấy đứa cung nữ lại binh lính đồ là hẹn hò là chui núp lùm mấy chỗ này nha. Đấy năm bộ rồi, treo chui ở đây là hẹn chỗ nơi hẹn hò. Chụp đấy, chụp trên cao nó đẹp lắm. Đây, cái coi nè. Tương tô mình tự cũng đang bút ở đây. Ừ, có bu nữa kìa. Đẹp, đó. Tương thiện đây là một cái gì hết. À, hai mươi cả là bờ tiêu đó. Hả? Hai mươi cả là bờ tiêu đó. Là bỏ vô lấy bị kém cho cá ăn đó. Đúng rồi. Đó giờ đây là có cái thùng nha mọi người. Đó, giờ mình lấy một bịch là một bị cái thức ăn là 5,000 là mình tự nhét luôn nha, không có người kiểm, không có người quản lý nha. Đó, đó tùy đây tùy tâm thôi. Đó giờ là bỏ tiền vô lấy bị kém đó, cho cá ăn. Để thấy chip còi ăn nha. Rải nhiều vô nó bu tới. Đổ xuống. Đổ một lần nó bu tới nó tép nhanh nên nó mới đẹp. Đổ xuống một lần luôn, đó, bu lại vậy đó. Đó đó đó. Đó. Nổi lên ăn nhanh gớm không? Xuống rồi, xuống rồi. Được tả rồi. Rồi hết. Con nắm ngon lại. Giờ mình đang đi vô cái một cái biết cái gì em ơi, ngồi nhẹ đây. Của thời vua chúa này đây. Hoa văn họ tí rất là nhiều nha. Trong này là đồ cổ đúng không? Mấy cái bình cổ ấy mọi người. Phòng này là chứa mấy cái bình cổ hồi xưa. Đây. Hồi xưa là đây, mấy cái bình cổ xưa luôn nha mọi người. Cái này mình chỉ đứng ở ngoài mình chỉ quay thôi chứ còn không đi thôi. Không chạy vô trong nha. Không sờ vào hiện tại. Đúng rồi, đây mấy đồ cổ là người ta không cho mình sờ lại. Chỉ mình đứng ngồi quay sơ sơ cho mọi người xem thôi. Đây. Đồ cổ Thái Bình Lâu. Đồ cổ của chỗ Thái Bình Lâu nha. Đây, ghế cổ luôn. Nên người ta dằn dây thôi, không cho mình vô, mình chỉ quay ở bên ngoài thôi. Đồ cổ đó. Này đề số là khách nước ngoài đi rất nhiều mọi người.
em quen cảnh rất là nhiều. Đây bonsai me nha mọi người, đây hơi vành hơi bị to nha mọi người, vành này là cho chắc to lắm, vành này phải có tầm một vành này phải lên 100 nha mọi người, bự lắm. Mình quay mình quay mọi người thấy nó nhỏ vậy thật, đây là nó to lắm nha, cái gốc của nó là bự như như một con heo cỡ một tệ đó, tròn như con heo một tệ đấy. Mấy cái cảnh này là xưa là giống như trong bộ phim mọi người, coi phim kiếm hiệp rồi đó, đó là cung nữ phi tần rồi đi ngang quê là nó có đây ngã tư luôn này, đấy bốn hướng luôn, hoàng hậu rồi quý phi rồi cung tần rồi thái giám là đều đi ngang đây hết nha. Rồi giờ đi đi xe điện là đi tham quan các điểm nha mọi người. Sớm giờ đi bộ giờ mình đi lại từ đầu nữa. Đấy. Đi bộ là vô bên trong là mình chụp hình rất là nhiều. Mà nó đã bị cháy hôm qua nha, để mình đang cố gắng trùng tu lại cái điểm đó. Còn bên này á, ở nhà màu vàng này đối diện này gọi là Tả Vũ và Hủ Vũ, ngày xưa là dành cho quan văn và quan võ họ vào nghỉ ngơi cũng là để gặp vua ở trong này. Chúc mừng mình chụp hình. Này là mấy cái chỗ phòng thờ nha mọi người, phòng thờ gì của bên quan chức rồi đấy. Đây. À, đây là khu vực tôn nghiêm nha, đây là chỗ là thờ vua chúa rồi đấy. Không khu vực tôn nghiêm. Là 100 năm tuổi nha mọi người. Mì cổ thụ hồi xưa luôn đó. Thời vũ chú luôn. Ừ.
kêu à, kêu có thời à. Kiểu này đấu giá 1 tỷ á, mà đem về là gì nè. Ừ. Bên kia nó có bồ dung cư quán ngủ ngay xứ của cặp ba. Là ăn trâu cũng ra, ngay xứ cặp ba qua đấy cũng phải học hết. Học ăn, học nhỏ, học đúng rồi, học ngồi. Học đi, học đứng. Ngồi cũng được, ngồi là phải chứng như sao, ăn cũng phải như sao. Đúng rồi. Ăn đừng nghe tiếng chậu chả. Ăn nói chung là miệng cũng phải là không được hở miệng đâu luôn đấy. Đây. Áo đây của Hoàng Thái Hậu. Này áo của Hoàng Thái Hậu thời xưa nha mọi người, thời phong kiến, thời vua luôn á. Đây. Áo này là coi như là thời xưa làm rất là tỉ mỉ nha. Kiến trúc của Pháp. Thời vua Bảo Đại. Rồi, trắng đi. Cái này là cái gì ạ? Này là quan tài của vua chúa à? Ờ, quan tài nắp nè. Nè, thấy cái nắp dày ghê không? Làm... đúng rồi, nguyên khói luôn á. Gỗ nguyên khói. Nên ngủ nghỉ hả? Ngủ nghỉ trang điểm phòng. Làm người y như người thiệt luôn hả? Đúng rồi, lâu quá đó. Mục. Đây là bếp nhà ăn lâu quá bị mục rồi mùa. Đây. Bếp lâu quế nó bị sập rồi. Đây này
lâu quá bị sập nhà bếp nấu ăn. Ờ, sơ đồ hả? Nhưng mà ở trong này nó rất là nhiều cúng này kia, khá tam cúng lục viên này. Đúng rồi. Lục viên nó sợ cái cúng nó dân cho áo viết tầng. Nó ở trong chủ. Này hết. Đó cái chỗ lúc nãy mà em nói bức tương chạy đó nó làm việc của mua này. Cái điện thoại hoa này đang trong tú này. Nhiều lắm. Cái chỗ này người nhà nước mấy trung tú cũng vương sống rồi. Gọi là điện kiến trung. Mình thấy là đó là ngôi nhà hai tầng. Đúng cái rồi. Này là theo phương phép pháp. Pháp. Thời pháp. Thời pháp xây. Đó là nơi ở của hồi năm phương và vua bà này. Đó. Chia ra bụng một cổng đó. Bốn cộng sơ đồ cung điện nha mọi người. Hôm nay sẽ đi ngang qua công trường sau này để ở của bà nội vua cộng nhỏ thì cũng là cái cúng là con bảy nhà chính chủ ngủ nghỉ và chủ làm việc hết đây. Đơn giản hơn thì con mình đang đi ở đây. Ra cổng nha mọi người. Đây á, xung quanh bức tường của đại nội của Huế này. Giờ mình ra cổng rồi, giờ mình tham quan các nơi rồi, giờ mình chuẩn bị lên xe về nhà nha. Mình cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Mọi người có xem video cho mình xin một like và một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Rồi hẹn gặp mọi người video tiếp theo. Chào tạm biệt. Bye bye.